Kubota 92 anh em nhé. 92 này bị R90 nó là một thứ anh em nhé, nhưng mà đời trước đời sau. Đời trước cái thùng dầu nó màu xanh, đời sau này là thùng dầu nó màu đỏ. Cái dàn trên nó hơi khác khác nhưng mà dàn dưới là y chang nhau một thứ một à. Cái thùng dầu thằng 92 nó cao, nó vuông hơn. Còn cái thằng R90 thì nhìn nó bầu, nó đẹp hơn, nó xẹp nó đẹp hơn anh em ha. Con này con 92 này đầu anh em ha. Nói về R90 là bên, từ khúc bên dưới này là thứ một ha. Còn bên trên này cái thùng dầu nó hơi khác ha. Kubota chạy thì anh em khỏi suy nghĩ ha. Thằng 92 thì thường thường nó rẻ hơn thằng 90. Nó rẻ hơn một chút xíu ha. Máy bao anh em ha. Chạy với oxy đáy á, oxy đáy mà chạy cục oxy đáy cục bự á là chạy ok, hồng 100, 120 là ok đó anh em ha. Kéo nó là ok. Thường thường người ta xài oxy đáy rất là nhiều cái dòng này ha. Máy chạy gần ti kìa, dịnh như luôn anh em ha. Rồi con này anh em nào còn người liên hệ mình ha. 0985927776 Zalo của em ha. Bao ship cho anh em toàn quốc ha. Cảm ơn anh em ha.